Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Cơ sở chúng em hôm nay lại giới thiệu chia sẻ cho mọi người những loại lan rừng mà chúng em đã nhập về và đã chuẩn bị xong ở đây. Hôm nay là phiên ngày mùng 4 tháng 12 năm 2018. Em có rất là nhiều loại những loại lan đẹp về. Hôm nay có cả kèn rừng nhé các bạn nhé. Kèn rừng em có chia thành từng phần ở dưới đấy. Và có 3 loại kèn nhé các bạn nhé. Loại nhỏ, loại trung và loại cây to nhé. Và ở đây em cũng có một số phần lan rừng Trần Tuấn. Là cũng có 3 phần loại to và 4 phần loại nhỏ ở đây các bạn nhé. Và còn có cả châu Thái Bắc Trụ. Loại giá 250.000 một cặp. 250.000 hai cây nhé các bạn nhé. Đó. Trước khi đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà cơ sở chúng em ngày hôm nay em đã nhập về thì em giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé. Em tên là Triệu Ngọc Bền ạ. Các bạn đặt hàng xin vui lòng gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Và cơ sở chúng em sẽ gửi hàng COD qua bên bưu điện cho tất cả quý vị các bạn. Và các bạn sẽ có bên bưu tá họ phát hàng trực tiếp, giao hàng tận tay cho các bạn. Các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước trực tiếp với bên bưu tá luôn nhé các bạn nhé. Giá em đưa đề xuất ở đây là chưa bao gồm của phí ship. Nên là rất nhiều bạn cứ hỏi là có phí ship chưa? Là đã bao ship chưa? Thực sự là cái việc bao ship là không có cơ sở nào bao ship cả các bạn ạ. Tại vì một cân lan chỉ lãi được 1-20 nghìn. Thì đi bao ship cho các bạn thì làm sao được các bạn, đúng không? Ví dụ như các bạn mua 1 kg thôi, nhưng mà cái tiền ship đó đã là 70-80 nghìn. Còn có những bạn nào mà mua nhiều tầm khoảng 5 kg thì tiền cước nó rơi độ khoảng 150-200. Đấy. Tại vì mua càng nhiều thì cái cước nó mới giảm theo bậc thang đi xuống nhé các bạn nhé. 1 kg đầu tiên thì nó rơi vào độ khoảng 80.000. Tới từ 2 kg trở lên thì nó chỉ còn chừng khoảng 50-60.000 1 kg thôi. Đấy. Từ 3 kg trở lên chắc nó chỉ rơi vào độ khoảng 40.000 1 kg thôi các bạn ạ. Và ấy cả tùy vào cái mức độ vận chuyển sai gần nữa. Nếu mà vào trong các tỉnh miền Nam thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn ở ngoài các tỉnh miền Bắc là 10-20 nghìn. Đó. Thì kiểu như là ở miền Bắc thì tầm khoảng 70.000, thì ở miền Nam thì nó sẽ tầm khoảng 90.000, khoảng đấy. Và những cái gói hàng to hơn nó cũng chỉ đội chênh lên chừng khoảng 10-20 nghìn thôi, chứ không chênh nhiều. Đấy, em đi vào giới thiệu những mặt hàng lan ngày hôm nay em có luôn. Em giới thiệu cho các bạn xem những cái phần Trần Tuấn. Đây, 4 phần Trần Tuấn này mỗi phần là 200.000 nhé các bạn nhé. Đấy, 4 phần Trần Tuấn ở trong hình đây là mỗi phần là 200.000. Đó. Mỗi phần này thì nó em đếm luôn ở đây. Nó có một khóm, hai ngọn này, hai ngọn tơ này. Khóm này một ngọn tơ nữa này, là ba ngọn tơ. Đấy, 4 ngọn tơ, 5 ngọn tơ này. Có 6 ngọn tơ các bạn ạ. Là 200.000. Đây này, như khóm này là có phần này là 6 ngọn tơ này. Và khóm ở đây cũng 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 đây nhá. 4 này, 5 này. Đấy, 5 ngọn tơ này. Mỗi phần này đều em đều chia phần nó đều nhau hết rồi các bạn ạ. Nên các bạn cứ yên tâm là những phần này đều giống nhau hết. Những cái phần nào mà ít ngọn tơ thì nó sẽ được thân to hơn, mà những phần nào ít ngọn nhỏ thì nó sẽ được nhiều ngọn hơn. Đấy. Đều là 5 6 ngọn một phần hết nhá các bạn nhá. Ngọn nào cũng 5 6 ngọn một phần. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đó. 5 này. 6 ngọn này. Đấy. 7 ngọn này, đấy, 5 đến 7 ngọn này. Đấy, như ngọn nhỏ nhỏ như này thì nó chỉ rất là nhỏ nhẹ nên là nó được nhiều ngọn hơn. Đây. Mỗi phần là 200.000 nhé các bạn nhé. Còn ở đây em có 3 phần hàng dề. Mỗi phần này là 2 dề nhé các bạn nhé. Mà mỗi dề này rất là nhiều ngọn luôn.
Đó, 3 phần này. 3 phần này có giá là mỗi phần là 600.000 nhé các bạn nhé. 600.000 một phần luôn. Nó là dày rất to đẹp và rất là nhiều ngọn. Để em đếm luôn cho các bạn xem nó có bao nhiêu ngọn tơ nhé. Đây, bây giờ nó đang trổ, đang đang lên nụ nhé các bạn nhé. Đây là những cái nụ của Lan Trần Tuấn. 1, 2 này, 3 ngọn này. Đấy, ngọn nào cũng đang đang ra ra nụ này. Đó, thấy chưa? Ngọn bên này thì nó đang bắt đầu nhũ này, ở đầu này. Đấy, hai ngọn bên này thì nó đang đang nhú khá là dài rồi, mỗi ngọn là hai ba mắt nụ, ba bốn mắt nụ luôn này. Đấy, như dề này đây là có ba ngọn tơ này, rất là to đẹp luôn này. Đó, và xem dề bên dưới phần ở giữa nhá. Đâu nào, đây một này, hai này, ba này, ba đây nhá các bạn nhá, như là những ngọn có lá đi nhá, bốn ngọn nữa này, vào bảy ngọn nhá các bạn nhá, bảy ngọn rất là to đẹp luôn. Đấy, phần ở giữa đây, 7 ngọn rất là to đẹp luôn. Cả những phần này cũng thế thôi, nó cũng rơi vào độ khoảng 6 đến 7 ngọn, 8 ngọn. Đây, 3 ngọn này, 4 này, 5 này. Đấy, và phần dưới kia 2 ngọn nữa, nó cũng là 7 ngọn này. Tất cả đều đang có nụ nhé các bạn nhé. Đấy, những cái nụ đang khép nép ở trên những trong những cái kẽ lá nhé. Đấy, phần này cũng 7 ngọn này, đây 2 ngọn này. Dưới này là 5 ngọn này. Đấy, còn phần này nữa này. Đấy, phần này đây, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 4 này, 5 này, 6 này. Phần này ngọn hơi nhỏ, 6 ngọn ở dề này rồi các bạn ơi. Dề này đã có 6 ngọn tơ này, đang cho hoa rồi này. Đấy. Đấy, phần này rất là nhiều ngọn luôn. Ở đây có 4 ngọn nữa nha các bạn nhé. Là tổng là vào 10 ngọn, 11 ngọn luôn. Đấy, những ngọn nhỏ nhỏ đây nó đang cho hoa nhé các bạn nhé. Đây này. Đây. Đấy, những ngọn nhỏ nhỏ ở trong này cũng đang cho búp hoa này. Đó, 600.000 một phần nhé các bạn nhé. Và sang bên này, đây em giới thiệu cho các bạn những cái phần kèn rừng. Đây là kèn rừng Lào nhé các bạn nhé. Em có 4, 6 phần cây nhỏ đây, cây nhỏ, cây giống đây. Thì mỗi phần này thì nó có tầm khoảng 9 đầu. Lúc nãy em vừa chia phần thì cũng vừa đếm đầu luôn, nó mỗi phần là tầm ở 9 đầu 10 đầu nhé các bạn nhé. Mỗi phần này em bán giá là 200.000 thôi, giá rất là rẻ luôn cho phiên hôm nay. Đấy, vừa rồi thì em có chừng này phần thôi. Đấy, mỗi phần này là 9 ngọn, nó dài chừng khoảng 5 đến gần 10-20 phân nhé các bạn nhé. Đấy, có những thân nó rất ngắn thôi đó, tại vì nó là hàng giống. Và một số thân nó bị gãy đầu đôi chút nhé các bạn nhé. Cái này em bán phần hàng giống, giá rẻ 200.000 một phần nhé các bạn. Đó, phần nào cũng xem giống nhau hết, em tính theo đầu hết nhé, để chia cho các bạn. Đó, có những thân này vào 20 phân luôn này. Đó, đấy, có những thân cỡ chừng 3 phân nữa này. Đấy, đây là những thân tơ chúng ta về ghép sau 1 năm chăm sóc tốt để cho lên một chậu rất là đẹp luôn. Cái này thì chúng ta lấy làm giống thì các bạn với cái giá tiền nó cũng ở mức thấp nhất rồi các bạn ạ. Đấy, 200.000 một phần nhá. Mỗi phần này đều là 10 ngọn nhá. Em đếm luôn này, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Đấy, mỗi phần đều có 10 ngọn tơ này. Đó. Còn ở đây em có những cái phần này. Những phần này có giá là 350.000 nhé các bạn nhé. Những phần này đều có giá là 350.000. Đếm đếm đầu thân tơ cho các bạn xem nhé. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ngọn nhé các bạn nhé. 5 ngọn mà 350.000. Đó. Đây là những phần hàng chung nhé các bạn nhé. Các bạn đặt hàng thì nhớ lấy hàng nhỏ là 200.000 nhé. Còn hàng chung là 350.000 nhé. 1, 2, 3, 4, 5 này. 5 đầu enter này, nó dài từ khoảng 20 phân đến đến chừng khoảng 3 30 phân, 20 30 nhé. Đó. Em có 6 phần ở đây thì nó đều xem nhau hết, em đã chia phần rất là đều rồi nhé. Đó. Còn ở trên này đây, phần kèn cây to thì mỗi phần này thì em bán giá là 500.000. Em đếm luôn các bạn, nó xem nó là mỗi phần là mấy ngọn. 1, 2, 3,
4. Đấy, 4 ngọn nhé các bạn nhé. 4 ngọn 500 nghìn. Đó. Em có 6 phần hàng cây to này, 4 ngọn 500 nghìn nhé. 1 2 3 4 ngọn này. Đấy, những ngọn cây tơ. Những ngọn cây tơ này nó dài độ khoảng 40 đến 60 phân nhé các bạn nhé. Đấy, 50 này, 50 phân này. 40, 50, 60 cỡ này nhé. Một số cây thì kiểu nó dài quá thì nó cũng bị gãy ở ngọn đôi chút nhé các bạn nhé, do khai thác ở rừng. Đấy, loại này về các bạn cứ trồng lên chậu và chăm sóc thôi. Đấy, cái này thì vẫn cho hoa bình thường các bạn nhé. Đó. Và đây, em quay sang đây em giới thiệu cho các bạn những cái cặp trâu có giá là 200.000, 250.000 một cặp nhé các bạn nhé. Đó. Đây, 250.000 là hai cây này nhé. Đây là trâu Thái Bắc Trụ, hàng cây đẹp mướt mát luôn, không hề lỗi lá nhé các bạn nhé. Những cây lỗi lá em bỏ ra để em cho vào vườn em ghép tiếp. Đó. Đấy, 200.000 sẽ là hai cây như thế này nhé. Đó. Đây, những cây rất là đều nhau luôn. 250.000 nhá. Đó, một cặp như thế này đây. Đấy. Đấy, một cặp như vậy là 250.000 đây. Rất là đều nhau luôn. Những cái lá gốc này nó bị sâu sâu một tí không ảnh hưởng gì đâu nhé các bạn nhé. Đó, những cái lá gốc thì sau này nó cũng sẽ rụng đi thôi nên là không ảnh hưởng đến những cái ngọn ở lá đâu. Lá ngọn đâu nhé các bạn nhé. Đó. Hàng trâu em quay rất chi tiết. Cây này hơi xấu xấu thì em bỏ ra ghép vườn. Đấy. Đây. Trâu thì bây giờ đang lên nụ nhé các bạn nhé. Đây là những cái vòi nụ này. Cây nào cũng đang nụ hết các bạn ạ. Đấy. Cây nào cũng đang nụ. Đây là những cây này nụ vẫn còn đang nép ở trong ké lá nhé các bạn nhé. Đây này. Đó. Đấy. Nụ trâu đây. Nó nép ở trong ké lá nhé. Đấy. Mỗi cây chỉ tương đương là 125.000 thôi. Rất là rẻ. Để cho các bạn lấy về ghép. Rồi, bây giờ em giới thiệu những phần hàng kg. Và ở đây có 3 bó tóc tiên Bắc. 3 bó tóc tiên Bắc, mỗi bó là 100.000 nhé các bạn nhé. Còn ở đây là hoàng giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc thì cái này là hàng rừng Tây Bắc nên là cũng có cả cây lá xếp nhé. Đây này, như bó này toàn lá xếp này. Bó này toàn lá xếp và một số cây nó bị gãy lá đôi chút, tại vì lấy hàng rừng thì việc gãy lá thì không tránh khỏi rồi. Còn cây nào mà nó bị gãy ngọn hoặc là nát nhiều quá thì em sẽ bỏ ra nhé. Thì trong khi gửi đi cho các bạn là những cây đều còn có ngọn để phát triển. 150.000 một cây giáng hương tam bảo sắc. Và cái này là hoàng thảo tam bảo sắc, có giá là 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc, thân thòng, hoa có 3 màu, cực kỳ là sặc sỡ luôn, màu tím, màu vàng và màu trắng. Và có thêm một chút mắt đen. Đấy, mà hoa thì rất là sai hoa, cái dòng này. Hoa cực kỳ là sặc sỡ, hoa gần tựa như là hoa trúc mành á các bạn. Hoa trúc mành, hoa, rồi là hoa ý thảo 3 màu á, nó tựa vậy. Đấy. Còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng, hôm nay hàng rất là đều đẹp luôn. Hàng dề, hàng rời thân ngắn thì nó to, mà hàng dề thì thân nó hơi nhỏ. Đấy, cái này em bán xô cho các bạn, giá là 100.000 một kg nhé các bạn nhé. Đó, nhất điểm hoàng. Còn đây là đuôi chồn, chồn Bắc, chồn trắng nhé các bạn nhé. Chồn Bắc, chồn hoa trắng nhé, hoa trắng phớt hồng. Đấy, có loại cây to này có giá là 240.000 một cân nhé các bạn nhé. Còn ở bên này đây có loại cây giống của chồn Bắc là cây nhỏ. 1 kg được rất là nhiều đầu cây. 1 kg mà rơi độ khoảng 15 đến 20 cây. Thì có giá là 180.000 một cây, một cân nhé các bạn nhé. Còn cái thằng này thì tầm 4 đến 5 đến 6 cây là một cân rồi. Thằng to á. Cái to là 240.000. Cái nhỏ là 180.000 làm giống. Và còn đây em có chút kiểu cam này. Kiểu cam thân ngắn nhá các bạn nhá. Đây. Thân ngắn rất là đẹp luôn. Chỗ này chắc độ khoảng 2 cân, 3 cân. Có giá là 240.000 một cân nhá các bạn nhá. Còn đây lan đuôi chuột.
Đuôi chuột thì có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đuôi chuột hạc rất đẹp luôn. Đuôi chuột dòng này chúng ta lấy về trồng ở chậu, trồng đứng nhé, bằng vỏ thông hoặc là vỏ phu sữa, than củi trộn lẫn nhau. Chúng ta trồng vào trong chậu, trồng đứng, nhìn lá và rễ cực kỳ là đẹp. 150.000 cân. Và loại hàng này cũng 150.000 một cân này. Đây là sóc tím. Sóc tím thì chắc tối hôm qua các bạn đặt hàng hết rồi. Có giá 150.000 một cân thôi. Còn cái này đây là bạch nhạn. Bạch nhạn phiên hôm nay thì có giá khá là rẻ. Vì em nhập được lô hàng nó cũng rẻ. 140.000 một cân nhé, bạch nhạn. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Dòng giáng hương thì mùa này nó héo lá. Đấy, lá nó sẽ có héo đôi chút nhé các bạn nhé. Về các bạn ghép lên tưới phun sương ngày 2 lần xem. Cây sẽ tươi lại. Và sau khoảng chục ngày các bạn phun B1 kích rễ nhé. Còn ở đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi Bắc nhé. Có giá là 260.000 1 kg. Hoàng thảo vôi Bắc ạ. Hàng đẹp nhé các bạn nhé. Hàng đẹp bao dập gãy ngọn cho các bạn. Là 260.000 1 kg. Đấy. Như dề này là gãy hết rồi, cho vào hàng giống này. Đấy. Hàng này cũng bị gãy mất 2-3 ngọn tơ này, cho hàng giống rồi. Đấy, hàng này vẫn còn chưa được lọc kỹ nên là lát nữa em sẽ phải lọc trước khi gói lan đi cho các bạn. Đấy. Đó. Hàng đẹp đây, không hề gãy ngọn, thân tơ không hề bị gãy nhá các bạn nhá. Thân hoa. Còn đây còn một chút hàng giống. Hàng giống có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Là cây nhỏ, cây nó bị gãy thân hoa nhé. Là ở đây. Cái này ghép chúng ta làm giống lên mầm vẫn bình thường. 200.000 một cân nhé. Và còn đây là lan báo hỷ. Báo hỷ có giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Báo hỷ thì bây giờ đang có lác đác một số thân đang nứt nụ rồi. Với cái số lượng nhiều như này thì thân lên nụ khá là nhiều. Đấy, lan báo hỷ. Nhớ các bạn nhé. Loại này thì bây giờ đang có nụ rồi. Đó, như cây này đây. Đang nứt nụ rồi này. Đây các bạn ạ. Đây. Đây là một cái nụ của lan báo hỷ đây. Một thân nó ngắn ngắn, nó không chưa được dài mấy. Chừng khoảng 15 phân thôi mà cũng đang ra nụ rồi nhé các bạn nhé. Đây, như khóm này đây. Khóm này cũng đang sưng mắt nụ rồi này. Đấy. Đây. Đang sưng mắt nụ nhé các bạn nhé. Đó. Hàng thì ngắn dài có đủ cả nhé các bạn nhé. 180.000 một cân. Lan báo hỷ. Còn đây là lan hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua đang chuẩn bị vào mùa bật nụ nhé các bạn nhé. Nên là chúng ta nên mua sớm, tại vì những dòng, những cái nụ thì nó thường thường nó rất là mỏng manh, mà lúc vận chuyển đi nó rất dễ bị hỏng, nên là chúng ta nên mua trước khi là cây nó ra nụ. Đây là đang đi chừng khoảng nửa tháng nữa thôi thì bắt đầu dòng hoàng thảo môi tua này sẽ bắt đầu ra nụ nhé các bạn nhé. Có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Hoàng thảo môi tua, hoa màu vàng cực kỳ là đẹp luôn. Còn đây là lan ngọc thạch. Ngọc thạch có giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Ngọc thạch Bắc nhé. Ngọc thạch Bắc thì thân nó to mập mạp hơn cái ngọc thạch của Lào. Ngọc thạch ba màu, hàng Bắc. Còn đây là mai trúc lan. Còn mấy dề này. Còn mấy dề mai trúc lan. Thì cái mai trúc lan thì nó, mai trúc lan thì cho hoa màu vàng. Chúng ta trồng vào chậu, trồng đứng nhé. Trồng vào những cái chậu cao cao á. Mai trúc lan hay còn gọi trúc đen á. Các bạn lên Google các bạn search tên trúc đen thì sẽ được xem những cái bông hoa màu vàng rực của hoa trúc đen nhé các bạn nhé. Dòng này trồng vào chậu nhìn vừa làm cảnh vừa được xem hoa rất là đẹp luôn. 200.000 một cân ạ, trúc đen ạ. Và còn ở đây em có hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc có giá là 280.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, hạc vĩ Bắc. Đây. Đó. Hạc vĩ này dòng thân này cũng khá là giòn nên là việc lúc khai thác thì nó bị gãy thân nó đôi chút thì có nhé các bạn nhé. Đấy, hạc vĩ Bắc đây. Đấy, có những thân là rất là to luôn. Đấy.
đây, hạc vĩ bắc đây, đấy, hạc vĩ bắc thì nó so với cái hàng của Lào ấy thì thân hàng của Lào nhìn nó luôn luôn khô hơn và mắt nó dài hơn. Còn cái hạc vĩ bắc thì chúng ta trồng mà tốt nó sẽ lên nù hơn, thân to hơn nhé các bạn nhé, 280.000 một cân đó. Còn đây là kim điệp xuân, kim điệp xuân đây đó, kim điệp xuân hôm nay thì hàng nó hơi lẻ lẻ đôi chút, hàng dề cũng có nhé các bạn nhé, dề này đó, kim điệp xuân có giá 150.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, hàng rời có, hàng lẻ có nhé các bạn nhé. Đó, hàng dê cũng có này. Đây, kim điệp xuân cũng đang chuẩn bị đi vào mùa có nụ nhé các bạn nhé. Còn đây là kiều vàng. Kiều vàng thì mẻ hôm nay thì cũng khá là được. Có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn nhé. Kiều vàng ạ. Đấy. Còn ở đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng đây các bạn ạ. Phi điệp vàng lô hôm nay thì cũng tương đối là đẹp đây. Lên mầm rất là nhiều. Có giá là 150.000 1 kg nhé. Phi điệp vàng ạ. Còn ở trên này đây là có lan ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu hàng bây giờ khô rong rồi nên là rất là lợi kg. Các bạn mà mua thì rất là lợi kg luôn. Ý thảo ba màu có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, hàng này thì dòng này thân của nó khá là giòn nên là nó bị gãy đấy. Thân hoa nó cũng có bị gãy đôi chút nhé các bạn nhé. Đấy, hàng ý thảo ba màu này rất giống với thân kèn, tại vì nó cho màu tím, mắt cũng phình phình, tựa tựa như nhau. Đấy, nói chung là khó, rất khó để phân biệt. Đấy, còn đây Phật ngọc chắc còn chừng khoảng 3 kg. Thằng này cũng khá là nhẹ, Phật ngọc của Tàu Khựa nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn yêu cầu thì em nhập về 20 cân thì về để chia sẻ với các bác. Mấy hôm nay mà các bác vẫn chưa lấy hết này, vẫn còn dư để cho em khoảng 2 cân, 3 cân như này. Đó. Đấy. Có giá là 450.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó, còn chừng khoảng 3 cân thôi. Còn đây long tu xuân hàng đẹp nhé các bạn nhé. Long tu xuân hàng đẹp đây. Thân nó dài từ 20 phân trở lên hết này. Đấy. Em còn chừng mấy cân thôi, tối chiều tối nay lại về thêm chừng khoảng 50 cân nữa nên là thoải mái cho các bạn đặt hàng. Thì long tu xuân nhá. Có giá là 260.000 ạ. Long tu xuân ạ. Còn đây là long tu xuân hàng giống. Cây nó ngắn dưới 20 phân trở xuống nhé các bạn nhé. Đó, với cả một số thì có gãy thân tơ. Đấy. Thì cũng có lấn lác đác ở đây, nhưng mà ở đây chủ yếu là cây ngắn thôi. Đấy, còn một thùng chừng này. Có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó. Đấy. 200.000 một cân ạ. Hàng giống ạ, Long Tu Xuân ạ. Còn đây mặt hàng lan chuối ngọc. Chuối ngọc thì bây giờ đang là mùa ra nụ nhé các bạn nhé. Đây. Cây đang ra nụ như này đây các bạn này. Đấy, chuối ngọc đang vào mùa vào nụ nhé các bạn nhé. Chuối ngọc có giá là 160.000 1 kg. Đang nứt nụ này, rất nhiều thân đang nứt nụ và nụ ra khá dài. Chúng ta nên lấy sớm, tại vì dòng này những cái nụ rất là mỏng manh nhé các bạn nhé. Các bạn mà mua muộn chừng khoảng chục hôm nữa thì có khả năng là những cái nụ của nó sẽ bị hỏng hết. Nên là chúng ta nên mua sớm luôn đi. Đấy, nụ đang ra rất là nhiều rồi đây này. Đấy. Đấy, nụ chi chít luôn. Có những một số nụ là dài quá nó cũng bị xước đôi chút rồi nhé các bạn nhé. Đấy, lúc vận chuyển á 160.000 một cân. Còn khoảng cân sơn thủy tiên ở đây, hàng rất là đẹp luôn này. Hai dề này một bó này. Đấy. Sơn thủy tiên 240.000 một cân nhá các bạn nhá. Chỗ này còn chừng khoảng cân hơn cân gì đấy. Rồi. Và vừa rồi đây thì là những cái mặt hàng lan mà em đã giới thiệu chia sẻ cho mọi người nhé. Thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em là số 0984754102 để đặt hàng nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc.